Tô 360 xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh Ô tô 360. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ô tô 360 chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe bản full, máy dầu, động cơ 2.2 lít. Chiếc xe được sản xuất năm 2015 và đăng ký năm 2016, tên tư nhân, biển Hà Nội. Chiếc xe đã lăn bánh được 52.000 km. Sau đây mời quý vị và bạn cùng chúng tôi theo sát camera để được xem chi tiết về chiếc xe Santa Fe này. Quý vị và các bạn thân mến, đối với những gia đình đang muốn sở hữu một chiếc xe thì dòng xe đa dụng 7 chỗ luôn là một trong những sự lựa chọn tối ưu nhất. Đơn giản vì chiếc xe này có khả năng chở cả gia đình và đồ đạc một cách thoải mái, cùng với đó là khả năng vận hành trên đường trường, đường địa hình cũng vượt trội hơn so với những dòng xe sedan. Vì lẽ đó mà phân khúc xe đa dụng hạng trung với mức giá phù hợp với điều kiện hầu hết các khách hàng Việt Nam đang ngày càng được ưa chuộng. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu một trong những chiếc xe crossover 7 chỗ tiêu biểu và đang được đánh giá rất cao trên thị trường hiện nay, đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe là mẫu xe thể thao đa dụng, được đặt tên theo thành phố Santa Fe ở tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ. Santa Fe được giới thiệu với phiên bản đầu tiên vào năm 2001 và là chiếc xe thể thao đa dụng đầu tiên của Hyundai. Là cột mốc quan trọng nằm trong chương trình tái cơ cấu của tập đoàn vào cuối thập niên 1990. Mẫu xe này nhanh chóng trở thành sản phẩm bán chạy của Hyundai và góp phần vào thành công của Hyundai ở Mỹ. Vào năm 2007, phân hạng của Santa Fe nằm giữa mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ Hyundai Tucson và mẫu hạng sang Hyundai Veracruz. Kể từ khi có mặt tại Việt Nam, Hyundai Santa Fe đã chiếm được niềm tin về chất lượng của người tiêu dùng và đạt được con số hàng chục ngàn xe bán ra. Đặc biệt, với phiên bản lắp ráp trong nước, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Hyundai thành công cũng đã kịp xuất xưởng 4.000 xe. Điều này cho thấy thực sự Santa Fe đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng trong bối cảnh phân khúc SUV crossover cỡ lớn ở Việt Nam rất khắc nghiệt với nhiều thương hiệu tham gia, đòi hỏi những yêu cầu cao nhất về chất lượng sản phẩm. Thank you.
quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360. Thank you.